chào anh em ngày mới nha. Rồi hôm nay là bài cho full neo 125 nha anh em. Dên cộng nha. Rồi chính xác cho em là cộng 4 58. Cộng 4 58 cho em. Rồi cấu hình cho em chở rau bạo lực nha. Ok anh em, 58 cộng 4 đã được tính cho lên trên xe rồi nha. Rồi thì em kết hợp với lại bình bông mai Nhật nha. Rồi bô thì bô zin móc nỉ theo bài nha anh em, còn gọi là móc tăng nha. Rồi thì cũng như thế, Tấn đã cho em một tua rô đai xong rồi. Thì phần đó thì cũng không quan trọng nên Tấn cho lướt qua để cho anh em mình xem không bị mất thời gian nha. Thì bây giờ Tấn sẽ khởi động em và cùng anh em test nhẹ vài ống ga em nó trước khi giao máy về cho anh em nha. Anh em 58 dên cộng vẫn là như thế nha anh em, vẫn yếu siêu như một con cam săn nồi nha. Rất là dịu hiền nha anh em.
tê nha anh em. Và sau khi buông ngóng ra em nó ra, em nó yếu mềm ngay lập tức nha. Rồi thì luôn luôn là như thế, những cái cây bô mình móc nỉ gọi là móc tăng thì gan ti nó luôn là như thế nha anh em, rất là dễ chịu nha. Rồi thì trang trí cho em nó là bình bông mai Nhật nha anh em. Quá là êm dịu luôn. Rồi ok anh em, vài ống ga kiểm chứng em nó đã xong. Thì bây giờ tiết mục tiếp theo là bắt đồ vào để giao xe về cho anh em nha. Rồi ok anh em, vài ống ga kiểm chứng của em đã xong và em đã sẵn sàng để anh em mình về chắc rau lên nha. Rồi thì anh em cũng thấy rồi, một vài ống ga nhỏ, một ống ga đỉnh điểm đã nói lên em nó quá là trơn tru và quá là tê rồi nha anh em. Rồi và em nó vẫn như là một con cam săn nồi nha anh em, vẫn yếu mềm như một con cam săn nồi. Rồi thì hãy bô tăng, hãy bô tăng thì bô tăng ống nỉ thì lúc nào cũng như thế nha anh em, luôn êm ái và dịu hiền với góc gan ti đầu nha. Đó, rất là dễ chịu. Rồi thì sau khi vài ống ga kiểm chứng xong thì bây giờ tiếp theo là Tấn sẽ một vòng nghe ngóng tình hình để coi cần thiết canh chỉnh em nó. Cần gì phải canh chỉnh nữa thì Tấn canh chỉnh thêm một lần nữa cho em chỉnh chu nhất và giao xe về cho anh em nha. Rồi luôn luôn là phải có một câu dặn dò cho anh em, không bao giờ thiếu hà dư còn hơn thiếu nha anh em. Thì những cục máy mới làm giao về cho anh em, cho dù anh em làm ở Tấn hay anh em làm với những anh em thợ khác cũng như thế, thì sau khi cục máy mới làm xong này về giao về cho anh em thì anh em không còn nổ rô đay tại chỗ nữa, bởi vì rô đay tại chỗ là Tấn đã làm xong cái phần đầu đó rồi. Thì tiếp theo giờ anh em chỉ có đổ xăng đi đâu là nổ máy hoặc là đạp cái phần cà phê bát phố nha. Thì tốt ít nhất là một bình xăng lớn đầu tiên cho để anh em mình chạy rô đai, chạy nhẹ nhàng em nó trong bán kính 10 km, một lần lên chạy là 10 km, anh em tính sao tính để em nó còn được nghỉ. Thì tình huống đó là tình huống rô đai chạy đó. Thì sau khi nóng 10 cây số đi là cục máy mình nó đã rất là nóng rồi. Máy mới này mình ra mình chạy khoảng chừng 5 cây số là nó đã nóng rồi. Đó là những cục máy mới nha.
thì anh em mình phải luôn kỹ đó, một lần lên chạy nhiều lắm là 10 cây số để được nghỉ, rồi sau đó anh em mình đi tiếp đó. Thì anh em mình chỉ khó chịu một bình xăng đầu tiên 3,5 lít thôi đó, ít nhất là một bình xăng 3,5 lít, tốt nhất là 2 bình nha anh em. Anh em mình chia ra trong vòng 2 tuần lễ đi đó là sẽ ổn, sẽ rất là tốt cho anh em. Đó là vấn đề kỹ cái đầu tiên của những cục máy mới làm về, 2 tuần lễ rất là nhanh, không có lâu. Thì Tửng luôn mong những anh em mình làm xe ở đâu cũng vậy, về mình kỹ cục máy là cả hai phía đều sẽ hạnh phúc, thứ nhất là anh em chủ xe và thứ hai là thợ, đó là như thế. Tất cả mọi thứ cục máy Tửng làm cho anh em là Tửng đập hết tâm huyết rất là cao trong từng cục máy một, và sau đó chỉ trông chờ anh em về, anh em chạy đúng rô đai, đúng nhẹ nhàng em nó và sử dụng đúng em nó, thì em nó sẽ có một câu trả lời cho anh em mình sử dụng lâu dài hay không nha. Rồi thì clip tới đây Tửng đã dặn dò anh em và góp ý anh em đã xong, thì bây giờ Tửng sẽ coi một vòng để canh chỉnh máy và Tửng giao máy về cho anh em. Thì Tửng xin dừng clip tại đây nha anh em. Rồi một câu buông thở không bao giờ thiếu cho anh em chúng ta, đó là Tửng xin chúc tất cả anh em gần xa, tất cả anh em mọi miền tổ quốc, tất cả anh em mọi ngành nghề khác nhau và tất cả gia đình của anh em nữa nha. Tửng xin chúc tất cả anh em chúng ta và gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe, và sau đó anh em chúng ta và gia đình chúng ta sống mãi từ bây giờ cho tới hết cuộc này, cuộc đời này, với 4 chữ thành công hạnh phúc nha anh em. Tửng xin chúc bằng trái tim, bằng tấm lòng của Tửng nha. Rồi Tửng xin chào, hẹn lại anh em với clip sau nha. Một phát nữa nha anh em. Rồi bắt đầu vô đây mấy đứa.